tại Trà Vinh cũng trên dòng sông Long Bình. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi lễ khai mạc thì hiện nay các đội ghe đã bước vào loạt trận đầu tiên. Ở cự ly đầu tiên của giải năm nay đó là cự ly 1.200m nam, và trận đấu đầu tiên này diễn ra giữa một trong hai đội ghe của đơn vị chủ nhà Trà Vinh, đó là Cầu Kè. Đối thủ của Cầu Kè trong trận đấu này là Kiên Giang các bạn. Kiên Giang như các bạn Quốc Khởi đã nói đó là đội ghe đến từ chùa Thác Lát của huyện Dòng Riềng. Và trên màn hình xa xa thì các bạn đã thấy trận đấu đầu tiên đã bắt đầu. Hiện nay thì hai đội ghe đang tiến dần về phía khán đài. Và trên màn hình quý vị xem bên tay trái trong trong một màu xanh đó là Kiên Giang, Thác Lát Kiên Giang. Và bên phải màn hình đó là Cầu Kè của Trà Vinh. Hiện nay vẫn còn khá xa. Các bạn thấy trên màn hình hiện nay hai đội ghe, Quốc Thể thấy là hai đội ghe này cũng còn khá xa kè. Tuy nhiên hiện nay thì Cầu Kè Trà Vinh trong trang phục màu trắng đã bắt đầu vượt lên các bạn. Cầu Kè Trà Vinh. Và bây giờ thì Cầu Kè Trà Vinh đã càng ngày càng tỏ ưu thế của mình trong trận đấu đầu tiên này. Trong khi đó thì chúng ta thấy là Thác Lát của Kiên Giang đã có những giây phút lọt trọn vừa qua. Nhịp dầm của các anh cũng không đều, trong khi Cầu Kè của Trà Vinh, nhà đương kim vô địch của Trà Vinh, bơi rất là đều trong trang phục màu trắng, và nhiều khả năng không có gì bất ngờ nào xảy ra ở trận đầu tiên này. Chiến thắng đã thuộc về Cầu Kè chủ nhà, một trong hai đội chủ nhà Trà Vinh đã giành chiến thắng trong trận đầu tiên của mùa giải năm nay, đó là Cầu Kè của Trà Vinh.